Xin chào các bạn, đến với số tiếp theo của Trường Lý nhé. Hôm nay Trường Lý lại đi vào trong bản làng Tày Hôm Tây các bạn ạ. Ở đây thì có rất là nhiều ngôi nhà sàn đẹp. Có những video đợt trước Trường Lý cũng đã quay và up lên ở những video ở dưới rồi. Hôm nay Trường Lý sẽ đi thâm nhập thực tế về một cái buổi tối sinh hoạt của bà con ở trong bản làng văn hóa du lịch Hôm Tây này, xem nó như thế nào nhé các bạn nhé. Rồi ok, bây giờ mời các bạn cùng tôi đi nhá. Bây giờ là trời hơi tối các bạn ạ. Tôi bật cái flash lên. Đấy. Đấy. Còn đây thì có vườn ao cá này. Đấy. Đây là cái ao nhá các bạn nhá. Bên này là nhà sàn. Ôi, chào chị nhá. Đang làm gì đây? Chuẩn bị nấu cơm à chị? Chưa ăn cơm á? À. À, mình đi xuống nhà bên dưới này. Đây, nhà dưới này cũng là một ngôi nhà làm dịch vụ Hôm Tây. Rất là rộng rãi và đẹp nhá. Bây giờ mình sẽ đưa các bạn lên trên nhà xem. Chào anh nhá. Em Linh, em chuẩn bị làm gì đấy? Cơm à? Nhưng mà chưa, từ giờ lúc ăn chắc phải đi vào trong. Đi sang đây chơi tí. Giờ là đang tiếp đón khách. Đi xuống khu vực ẩm thực xem nào. Chào Thạch nhá. Ê, Lý Trường. Rồi. Đấy, chào anh. Mà thử đi xuống xem khu vực ẩm thực xem nào. Ui ôi, hôm nay có lợn quay à? Quay. Thế là hôm nay nhà mình tiếp đón khách là có món lợn quay à? Món măng rừng đúng không? Ngon đấy nhỉ? Lợn này, lợn sữa. Anh lại có xong món nào cũng mang lên nhé. Xong em cứ xuống lấy cái. Đúng rồi, xong món nào cho lên lên. Xuống lấy thịt gà nhé. Thịt gà 50 này. Con này có nanh chưa? Chưa, cũng mới ăn gần. Lợn ngon không? Anh đang bận làm bếp. Không, đi thẳng vào trong đi. Không, thẳng vào trong đi, nhà chú quên cái cột điện cuối cùng nhất đi. Cái cột bóng điện cuối cùng nhất đi. Xem một cái đĩa sau. Thế đi cột cuối cùng nhất đi, cứ đi thẳng vào. Đến bốc cây gạo xong là... Giải 5 mâm chú ạ. Giải 5 mâm à? Bữa ăn thôi rồi. Đấy, xin chào các nghệ nhân nhé.
Các nghệ nhân trẻ đấy. Xin chào các bạn. Em là Lã Thị Hải Yến, đúng không? Học sinh của mình. Xin chào các bạn, mình vẫn tên cũ. Giới thiệu với các bạn đến với lại làng Hôm Tây thì công việc đầu tiên đó là những cái bữa cơm. Sau khi ăn uống thì sẽ có các nghệ nhân ở trong tại thôn bản này lên hát và giao lưu với lại du khách nha các bạn nhé. Ăn uống thì giải chiếu ra nền nhà. Đấy. Đây là nhà sàn nhé các bạn nhé. Trên sàn, giải chiếu lên sàn đấy, không phải nền nhà đất đâu. Còn ngủ nghỉ thì có video như là các cái đệm rất là đầy đủ, tiện nghi. Đây là khu vực nghỉ ngơi đây. Không phải đâu mà. Quên mà làm thôi. Để hùng ơi, khổ lắm nữa. Bác. Bác nhé. Đấy, bát đây. Hoàng ơi, cho anh một cái bát. Đây đây của anh rồi. Nước đắng nha mọi người nhé. Cái này là món lá đắng ở trên mình đây à bác Trương? Đây, ở trên rừng. Cái một cái ly đấy. Lá đắng trên rừng. Các bạn. Rừng nha trồng được. Cái này món này mới là đặc sản đấy. Thêm. Mấy đứa còn mấy đứa đâu chưa? Nào phải thênh thang bơi gọi là cây suối lên nhìn kiểu núi mang hai cây gây rừng một gió lớn làng trăng xuống nhộm cửa bác tội thơ bác bận quá trong ngôi hay đời cho bác hồ chỉ lối ta đi của mọi người.